Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn cái nghiên cứu. Nhưng mà chị trong cái thời gian chị chờ bao lâu rồi? Em muốn nói một cái điều, tức là em thì lấy thuốc cả cái mùa đông này em mới mua được có khoảng 2 tháng. À, 2 tháng này. Lấy cái đợt mà học cái lớp ở Bà Triệu ấy. Thế nhưng mà mùa đông thì rất ok, rất tuyệt vời rồi. Nhưng đang nghĩ là những cái thời bây giờ vẫn rất ok. Nhưng mà đến lúc mà nóng nữa thì không hiểu được cái cảm giác của mình khi mà ôm hai anh chàng trên người như nào. Nhưng mà chị, trong thời gian 2 tháng chị thấy cái chị được cái những gì? Những ngày đầu thì nước dài ấy là cảm giác là màu nó có vẻ nặng màu hơn, nó sẫm màu hơn. Thế nhưng mà khi đó nó đi qua rất là nhanh. Thế mà tại vì là hôm thấy nó thì em cũng có để ý. Tức là bình thường thì mình xả ấy, nhưng mà bây giờ mình bằng cái gì đó để thì có thể quan sát được ấy. Thì đến bây giờ sau đó đâu khoảng tuần lễ em thấy bình thường. Là cái gì làm cho chị dễ chịu nhất khi mà chị chồm đó? Trước tiên nhá, cái cảm giác nó rất thật là mùa đông mà được ấm lên là cái điều đó rất là thú vị rồi. Thế mà sau đó thì em thấy những cái cải thiện, ví dụ như là phân, tức là cái đi ngoài, là trước kia của em là bị táo. Thì bây giờ cũng đi ở sao bạn? Vâng. Rồi là em nói thật, trước kia em bị cái dạ dày bị loét bờ cong nhỏ. Nhưng mà bằng cái thiền hoặc cảm xạ đấy thì sau đó là em đã cải thiện được nó rồi. Nhưng mà mỗi lần khám mọi người bảo em là cái chỗ này này em bị cứng hơn bình thường. Em đi massage tôi bảo là tại sao rất là cứng ở chỗ này, cô có một cái khối rất là cứng ở đây. Nhưng mà em siêu âm các thứ thì vẫn bình thường. Tức là không phải là vấn đề để nguy hiểm, nhưng mà khi mà em trường đá thì em thấy là nó mềm dần ra. Trường cái đá thì cái cục này của em thì nó mềm dần. Có cương. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.